tối ngày 1 tháng 2, nữ dân biểu người Mỹ gốc Việt đầu tiên đã có buổi họp mừng xuân Đinh Dậu 2017 với cộng đồng người Việt ở khu vực thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Tết là dịp rất đặc biệt vì nó phản ánh di sản rất đáng tự hào của chúng ta. Quý vị cũng biết là gia đình tôi chạy trốn Cộng sản Việt Nam sang đây tị nạn khi tôi gần 1 tuổi. Tôi phải thú nhận là chính câu chuyện gia đình tôi là động lực khiến tôi tranh cử vào Quốc hội. Trước khi đắc cử vào Quốc hội, cô tham gia điều hành một công ty tư vấn đầu tư và giảng dạy tại trường cao đẳng Rollins. Trước đó, cô là một chuyên gia an ninh, làm việc tại Bộ Quốc phòng Mỹ và nhận được rất nhiều bằng khen vì những thành tích trong công việc. Sau khi đắc cử làm dân biểu đại diện cho địa hạt 7 bang Florida, cô Stephanie Murphy cũng trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bước chân vào Quốc hội Hoa Kỳ. Tôi rất vui sướng vì có cơ hội được đại diện cho người dân ở miền Nam Florida ở Quốc hội. Tôi cũng rất vui sướng khi trở thành người phụ nữ Việt đầu tiên phục vụ tại Quốc hội, vì tôi tin rằng người đại diện ở Quốc hội cũng như mọi người trên đất nước này đều mong muốn có một chính phủ đa dạng. Nữ dân biểu Murphy nói với cộng đồng người Việt rằng điều quan trọng là phải lên tiếng để góp phần giữ gìn những giá trị của nước Mỹ như tính đa dạng, đa sắc, bình đẳng, tự do và cơ hội cho tất cả mọi người. Tôi sẽ tập trung vào việc xây dựng một nền kinh tế tươi sáng cho nước Mỹ để mọi người được cùng hưởng lợi, tiếp tục tạo ra những cơ hội mà gia đình tôi đã có được là làm việc chăm chỉ và thăng tiến trên đất Mỹ. Những cái người dân biểu phải là những cái người đi rất là sát với dân chúng, bởi vì họ là cái người đại diện cho những cử tri ở trong vùng họ sinh sống. Lẽ ra chúng ta phải nghĩ tới những người này thật sự là những cái tiếng nói của người dân để đại diện cho họ ở trong Quốc hội Hoa Kỳ. Vì thế cho nên chúng ta đừng có quan ngại và đừng nghĩ rằng là họ quá xa vời ngoài cái tầm với của người dân. Tham gia trong sự kiện mừng xuân Đinh Dậu còn có các bạn trẻ, sinh viên, học sinh người Việt. Stephanie là cái người mà là cái idol cho những người giống như em mà muốn giúp cộng đồng hoặc là giúp ở Mỹ. Trước dân biểu Stephanie Murphy, người gốc Việt đầu tiên đắc cử vào Quốc hội Hoa Kỳ là ông Joseph Cao, tên tiếng Việt là Cao Quang Ánh. Ông Joseph Cao là dân biểu địa hạt 2 của bang Louisiana tại Hạ viện Hoa Kỳ trong những năm từ 2009 đến 2011.